Việc sử dụng tinh dầu có thể tạo cảm giác thoải mái, thư giãn, giảm căng thẳng cho mẹ bầu trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, không phải tinh dầu nào cũng an toàn cho thai phụ. Vậy đâu là những loại tinh dầu mà các mẹ bầu nên tránh? Hãy tham khảo ngay sau đây nhé! 1. Tinh dầu húng quế. Dầu húng quế có hàm lượng estrogen cao, một hợp chất hữu cơ tự nhiên có thể gây co thắt tử cung. Đó là lý do tại sao phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng. 2. Tinh dầu hoa anh thảo. Tinh dầu hoa anh thảo có thể khiến thai nhi không di chuyển xuống dưới trong quá trình sinh, ngay cả khi cổ tử cung đã mở hoàn toàn. Ngoài ra, dùng tinh dầu này còn có khả năng vỡ ối, không chuyển dạ. Tất cả những rủi ro này được ghi nhận bởi nghiên cứu thực hiện ở Mỹ, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định kết quả này. 3. Tinh dầu quế. Tinh dầu quế có thể kích thích chảy máu, thậm chí là làm tăng nguy cơ sảy thai. 4. Tinh dầu thì là. Tinh dầu thì là có chứa estrogen có thể kích thích chảy máu. 5. Tinh dầu đinh hương. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, hiện chưa có nhiều nghiên cứu đầy đủ về sự an toàn của tinh dầu đinh hương với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, người ta đã phát hiện ra rằng đinh hương có thể làm chậm sự đông máu. Điều này có thể gây ra chảy máu nhiều hơn trong khi sinh, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc chống đông máu khác. 6. Tinh dầu hương thảo. Tinh dầu hương thảo có thể làm tăng chảy máu và hoạt động như một chất phá thai gây sảy thai. 7. Tinh dầu cỏ xạ hương. Phụ nữ mang thai dùng tinh dầu này có thể bị mẫn cảm và sảy thai. 8. Tinh dầu xô thơm. Tinh dầu xô thơm đôi khi được sử dụng trong những ngày cuối cùng của thai kỳ để tăng cường các cơn co thắt. Vì lý do này, tốt nhất là tránh dùng nó trong suốt giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của thai kỳ. Ngoài ra, tinh dầu cây bách, cây dương xỉ, hạt nhục đậu khấu, rau mùi tây, gừng hoang dã, gỗ đàn hương, oregano, long não và mù tạt đều không được khuyến cáo dùng trong thời kỳ mang thai vì chúng có thể kích thích sự co thắt hoặc gây hại cho thai nhi. Nếu mẹ bầu muốn sử dụng tinh dầu thì có thể tham khảo những loại tinh dầu an toàn cho thai kỳ như cam, bưởi, oải hương, hoa hồng. Và cũng cần lưu ý khi sử dụng, nên dùng bộ khuếch tán tinh dầu để tinh dầu phát tán trong không khí, tránh người hít mùi tinh dầu đậm đặc. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, nên trộn tinh dầu với dầu nền để giảm các phản ứng phụ không mong muốn. Nó có thể làm giảm hiệu quả nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ tiềm ẩn. Việc sử dụng tinh dầu sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho mẹ bầu. Tuy nhiên, các mẹ cũng nên cân nhắc những tiềm ẩn rủi ro vì trong thai kỳ, cơ thể của bạn sẽ có những thay đổi so với trước kia. Hãy sử dụng nếu bạn thực sự chắc chắn về mức độ an toàn của loại tinh dầu đó nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!